chương một tề thiên đại thánh tôn ngộ không bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com cửu châu đại địa thứ chín châu thanh châu thanh châu cương vực bên trong vị trí chỗ biên giới nhất tinh vực hoang cổ vực đông nam khu vực tần quốc biên cương vù 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 mênh mông bên dưới vòng trời mặt đất màu đỏ bao la vô biên gió lạnh gào thét tuyết mạng ngàn dặm rách nát tầng quốc biên cương một tòa thủ thành trên tường thành. Một kẻ thân thể hơi có vẻ yếu đuối thanh tú thiếu niên, hất lên một bộ màu đen long bào. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua cái kia đầy trời tuyết bay, ánh mắt chiếc xạ ra một loại không phù hợp cái tuổi này vẻ phức tạp. Đi tới nơi này cái thần bí mỹ lệ tu hành thế giới, đảo mắt đã 17 năm. Tần hạo nỉ non một tiếng, đèn nhánh ánh mắt bên trong, có thâm thúy chi sắc. Không sai hắn cũng không thuộc về cái này vì thú thông thiên hoành hành, nhân tộc chiến lực ngập trời thật lớn tu hành thế giới. Tần hạo đến từ một chỗ địa cầu thời không. Hắn từng là trứ danh toàn cầu võng du thiết kế đại sư, nhưng ngay tại tần hạo một đêm kia cũng nhanh đem chính mình, thần thoại gian, võng du hạng mục hoàn thành một khắc cuối cùng. Hắn bởi vì bảy ngày bảy đêm không có ngủ, vậy mà đột tử tại chính mình võng du trong phòng làm việc. Đợi đến tần hạo lần nữa có ý thức, mở mắt ra, hắn phát hiện, mình đã đi tới cái này thần bí to lớn tu hành thế giới. Mà lại, còn trở thành hoang cổ vực tần quốc cái này cổ lão vương quốc cửu hoàng tử. Chính mình là người xuyên Việt bí mật, hắn chưa từng có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Cho dù là cái thế giới này sinh để chính mình phụ vương cùng mẫu thân. 17 năm trôi qua, Tần Hạo cũng rốt cục lớn lên. Sinh ở đế vương Chi Gia, Tần Hạo chưa từng có tu hành thiên phú, 17 năm, vẫn như cũ đình trệ tại phàm cảnh, chậm chạp không thể bước vào thần thông chi cảnh. Bởi vậy, Tần Hạo cũng không chịu đến Tần Vương sủng ái, tại triều đình bên trong cũng không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Thậm chí là, ba tháng trước, Tần Hạo bị còn lại rất nhiều cường thế hoàng tử gạt bỏ, nhất là bị đại hoàng tử thiết kế hãm hại, nói xấu hắn phi lễ đại gia tộc lãnh gia tiểu công chúa, lãnh thanh tuyết. Cái này nhắm trúng Tần Vương giận dữ, chỉ tiếc trèn sắt không thành thép đem Tần Hạo cái này cửu hoàng tử, giáng chức đến biên cương. Bất quá Tần Hạo chung quy là Tần Vương con nối giỏi, nhất là Tần Hạo tại còn nhỏ thời điểm lại đột nhiên rời đi mẫu thân, thân phận có chút thần bí. Tần Vương phái một vị thiếp thân thị vệ của hắn, quý trì chân kim, đi theo Tần Hạo đi vào biên cương, thiếp thân bảo hộ hắn. Hô hô hô! Hô hô hô! Gió tuyết đầy trời dưới, Tần Hạo bọc lấy trên người màu đen long bào, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, hắn cười khổ tự nói, ở kiếp trước, ta thân là đệ nhất võng du thiết kế đại sư, trứ danh toàn cầu, theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là đứng ở một cái đỉnh phong, một thế này, chẳng lẽ ta liền muốn như thế bị hãm hại, ở chỗ này cương trách nát chi địa, tại hèn mọn bên trong, tuổi già cô đơn cả đời a. À? 17 năm trước, Tần Hạo đi vào cái thế giới này, mặc dù chỉ là một đứa con nít, chỗ ở trong tả lót, nhưng là hắn đối với cái này thần bí khó lường to lớn tu hành thế giới, mười phần hiếu kỳ, thậm chí là cuồng nhiệt. Hắn cũng từng nghĩ tới đặt chân võ đạo tu hành đỉnh phong, một tay che trời, quyền khuynh thiên hạ. Nhưng là, 17 năm trôi qua, bình thường tu hành thiên phú, còn lại cường thế hoàng tử gạt bỏ, để tần hạo trong lòng nhiệt huyết, dần dần dập tắt. Hắn biết rõ, tại loại này cổ lão tu hành khắp nơi, không có có sức mạnh, hết thảy đều là giả dối không có thật cường giả vi tôn, xưng hoàng xưng đế, quyền khuynh thiên hạ, một lời mà kinh thiên hạ, giận dữ mà máu nhuộm sơn hà. Mà người yếu, nhất định là cường giả phụ thuộc, nhất định là bị dẫm đạp hèn mọn tồn tại. Lăng Đông đã tới. Tần Hạo lắc đầu, quay người, chuẩn bị xuống thành tường, hướng về trong thành hoàng tử phủ đi đến. Hắn tu vi bất quá phàm cảnh, tuy nhiên so với người bình thường khí huyết tràn đầy, nhưng hắn thân thể bên trong không có có thần lực phun trào, không cách nào thời gian dài địa vực biên cương giá lạnh. Bá bá bá. Nhưng ngay lúc này, nương theo lấy ba đạo âm thanh xé gió, ba đạo giống như u linh người áo đen, đột nhiên theo gió tuyết đầy trời bên trong gào thét xuống. Cầm đầu người áo đen thân thể thẳng tắp, được mặt đen khăn, chỉ lộ ra như đau tử ánh mắt, bỗng nhiên tập trung vào tần hạo, lạnh giọng nói. Cửu hoàng tử điện hạ, mượn ngươi đầu người dùng một lát. Ông. Nương theo lấy tiếng nói, một loại vô cùng kinh khủng sát ý giống như nước thủy triều trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng bao phủ lại tần hạo đây là một vị phàm cảnh đỉnh phong cường giả khả năng chỉ nửa bước đã bước vào thần thông chi cảnh tần hạo thân là cửu hoàng tử mặc dù tu vi thấp nhưng nhãn lực bất phàm hắn ánh mắt trong nháy mắt sinh ra một tia kinh sợ tần hạo rất rõ ràng đây tuyệt đối là đại hoàng tử thủ hạ người ngàn dặm xa xôi đi vào biên cương chính là vì giết chính mình, lấy tuyệt hậu hoạn. Đại hoàng tử Tần Vô Đạo là Tần quốc lớn nhất giả tâm hoàng tử, vì đế vương chi vị, hắn muốn trừ hết tất cả hậu hoạn. Tần Hạo, thân là cửu hoàng tử, cũng coi là thái tử, chính là một cái hậu hoạn. Nguy rồi. Hôm nay là úy trì chân kim tiến vào đại hoang đi săn thời gian, hắn không ở bên cạnh ta. Tần Hạo trong lòng cảm giác nặng nề. Oanh. Bất quá không đợi hắn kịp phản ứng, một cái kiện hàng hàng băng chi khí tay cầm đã đánh vào bộ ngực của hắn. Phốc. Tần Hạo bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy thân thể bên trong tất cả xương cốt toàn bộ đều bể nát. Thì chết như vậy a. À? Bình thường 17 năm, nhẫn nhục 17 năm, không cam tâm a. À? Tần Hạo trong ý thức sinh ra vô cùng không cam lòng cùng lợi khí. Nhưng là hắn biết, chính mình không sống nổi hắn bất quá mới vào phàm cảnh người tu hành, tiếp nhận một vị nửa bước thần thông cảnh cao thủ nhất trưởng, thập tử vô sinh. Bành Tần hạo thân thể, như là phá bao tải một dạng, trùng điệp rơi vào mặt đất. Cửu hoàng tử đã chết. Cầm đầu người áo đen tán đi trong tay hàng băng chi khí, nhìn trên mặt đất nằm trong vũng máu tần hạo. Hắn tàn khốc cười một tiếng, nói. Đại hoàng tử thật sự là quá lo lắng, một tên phế nhân thôi, phái ta loại này cường giả buông xuống, thật sự là giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Mà vừa lúc này, ngã trong vũng máu tần hạo, lại là không có chết đi. Đầu óc của hắn một trận oanh minh. Tần hạo giờ khắc này, chỉ cảm giác đến ý thức của mình, trước nay chưa có thanh tĩnh. Hắn thậm chí là có thế nội thì thân thể, nhìn đến trong cơ thể của mình, giống như là vũ trụ mênh mông, vậy mà lóe ra ức vạn sáng chói thần quang. Mỗi một vệt thần quang, đều giống như một khỏa hoàng mỹ nhất kim cương, lóe ra hào quang bất hủ, tản ra cổ lão rậm rạp chi khí. Những này là... Tần Hạo mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn kỹ lại, phát hiện trong cơ thể mình mỗi một vệt thần quang bên trong, vậy mà đều giống như là một cái độc lập tiểu thế giới, đứng lặng lấy từng tôn thông thiên vĩ ngạn bóng người. Mỗi một bóng người, đều giống như theo thái cổ mênh mông bên trong đi tới, bao phủ không có gì sánh kịp lịch sử cẩn trọng chi khí, giống là có thể chống đỡ lấy một mảnh nguyên nga xả tắc. Có thân ảnh tay cầm cung lớn, bỗng nhiên kéo một phát, thập phương thiên địa hội tụ đến vô cùng lực lượng, tại cung thai phía trên ngưng tụ ra một cái thần quan mũi tên, tự như ti chớp, xuyên thủng hư không, bắn phá thương khung. Vị này, sẽ không phải là hậu nghệ đại thần đi. Có thân ảnh nguyên nga vạn trượng, đối với trên bầu trời một vòng kim sắc mặt trời, tức giận gào thét, dùng lực đuổi theo, một cái cước bộ, vượt qua sơn hà khắp nơi ba vạn dặm. Đây chẳng lẽ là khoa phụ truy nhật. Có thân ảnh ngồi cao trên chín tầng trời, quanh thân mười khỏa kim sắc đại nhật vần quanh, sau lưng chìm nổi một tòa nguyên Nga đế đình, vô biên yêu khí ngập trời, quyền thế như vạn yêu chi hoàng. Đế Tuấn Có thân ảnh vô biên vĩ ngạn, trong tay búa lớn một bổ, chính là khai thiên tích địa, diễn hóa đại thiên thế giới. Hết thảy hết thảy, giờ khác này giống như là tần hạo kiếp trước trên địa cầu phim đèn chiếu một dạng tại thế giới tinh thần của hắn lóe ra thần thoại gian xuất hiện ở tần hạo trong đầu tần hạo đột nhiên nhớ tới kiếp trước chính mình thiết kế đắc ý nhất võng du tác phẩm thần thoại gian tần hạo xây dựng thế giới game online thế giới quan chính là cho rằng cổ lão thần thoại là chân chính tồn tại vô số trong thần thoại thần minh ngủ say tại nhân loại trong gian Người chơi tiến vào game online giả lập, có thể không ngừng giác tỉnh thể nội thần thoại gian, từ đó tranh bá thiên hạ, trấn áp hết thảy. Cái kia khoảng võng du, là tần hạo dốc hết tâm huyết tác phẩm. Hắn có thể tưởng tượng đến, một khi phát hành, tuyệt đối sẽ rung động toàn bộ võng du vòng. Đem vô số thần minh gian, dung nhập trong cơ thể con người, bộc phát ra lực lượng, tuyệt đối thông thiên triệt địa. Ý tưởng điên cùng như thế, chỉ có tần hạo cái này đỉnh cấp võng du thiết kế đại sư mới nghĩ ra. Bất quá không đợi hắn hoàn thành, tần hạo liền bất ngờ chết tại trong phòng làm việc. Đợi đến hắn tỉnh lại, đã đi tới cái này xa là tu hành thế giới. Lúc này nhìn lấy trong cơ thể mình cái kia lóe ra ức vạn quan mang nguyên một đám điểm nhỏ. Mỗi một cái điểm nhỏ đều đại biểu cho một cái thần thoại gian. Hẳn là trí mạng thương tổn, để trong cơ thể ta ngủ say thần thoại gian, rốt cục bắt đầu giác tỉnh. Tần hạo ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Ở kiếp trước thần thoại lực lượng, theo trên người mình, ở cái này xa lạ to lớn tu hành thế giới hiển hiện mà ra. Cái này là bực nào chuyện quỷ dị. Nhưng hiện thực, nó xác thực phát sinh. Mà lại, thì phát sinh ở tần hạo trên người mình. Ta lần này bị động giác tỉnh thần thoại gian, lại là tề thiên đại thánh. Tôn ngộ không? Tần hạo bỗng nhiên theo trong vũng máu đứng dậy một loại khiến người sợ hãi thái cổ thương mãn chi khí thật lớn vô biên chậm rãi theo tầng hạo thể nội tản ra ông cùng lúc đó một tôn nguy nga vĩ ngạn hầu vương hư ảnh như theo thái cổ hồng hoang bên trong dậm chân mà đến yêu hoàng hắn tay nắm một cái thông thiên cự bổng người khoác kim giáp thánh y nương theo lấy tầng hạo đứng người lên tại tầng hạo sau lưng chậm rãi hiển hiện ra hai con ngươi màu đỏ như máu phun trào lấy ngập trời lời khí nghe trọn bộ tại mê audio com link trực tiếp ở phần mô tả